Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với video kiến thức đầu tư của Stock Farmer Group, và tôi là Huy, rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý anh chị nhà đầu tư trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tài chính hành vi trong đầu tư chứng khoán, để xem tài chính hành vi là gì và những thiên lệch về hành vi nào thường xảy ra đối với những nhà đầu tư chứng khoán. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên, về tài chính hành vi, chúng ta hiểu một cách đơn giản, tài chính hành vi là một lĩnh vực kinh tế tài chính đề xuất những cái lý thuyết về mặt tâm lý học để giải thích những cái sự bất thường của thị trường chứng khoán. Như chúng ta đã biết thì thị trường chúng ta không phải nó hoạt động một cách hiệu quả như lý thuyết tài chính cổ điển đưa ra, vì trong thị trường thì nó tồn tại những bản thể, những cá nhân tham gia giao dịch, và bản chất những cá nhân đó tồn tại những yếu tố tâm lý, và tài chính hành vi là đi giải thích những yếu tố tâm lý đó nó tác động như thế nào đến kết quả của thị trường chứng khoán, cũng như là những hành vi nào của cá nhân nó sẽ tác động trực tiếp đến quá trình ra quyết định của họ. Vậy thì những thiên lệch về hành vi trong đầu tư mà chúng ta quan tâm trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ đề cập đến 4 vấn đề mà chúng ta cần quan tâm trong việc đánh giá những cái thiên lệch, những cái hành vi có thể dẫn đến sự sai lệch và thua lỗ trong đầu tư chứng khoán. Thứ nhất, đó là lý thuyết triển vọng. Thứ hai, đó là sự quá tự tin. Thứ ba, đó là lạc quan thái quá. Và cuối cùng là xu hướng tự quy kết. Đầu tiên, để nói về lý thuyết triển vọng. Lý thuyết triển vọng cho rằng các nhà đầu tư có xu hướng đưa ra những phán đoán dựa trên những cái khuôn mẫu có sẵn. Và điều này thường khiến những nhà đầu tư lạc quan hơn về những gì mà khiến cho họ chiến thắng, và bi quan hơn về những cái cổ phiếu cụ thể bị thua lỗ bởi những cái quyết định của họ. Và việc sử dụng những cái khuôn mẫu này nó phổ biến hơn là một cái điều riêng lẻ, và nó giúp cho họ là đưa ra những cái quyết định khi mà đối mặt với một cái tình trạng mà có quá nhiều thông tin trên thị trường. Vậy thì đặc điểm của cái lý thuyết này là gì? Đó là thứ nhất, đó là nó đề cập đến sự chắc chắn. Có nghĩa là khi được trình bày với một số những cái tùy chọn để lựa chọn á, thì con người thường thể hiện những cái sự ưu tiên mạnh mẽ cho những cái lựa chọn mà họ cho rằng đây là một cái có cái xác suất chắc chắn rất là cao, và họ sẵn sàng hy sinh những cái lựa chọn mang lại cho họ những cái thu nhập tiềm năng hơn để đạt được những cái sự chắc chắn hơn. Cái thứ hai, đó là cái xác suất thấp. Có nghĩa là mọi người có xu hướng lờ đi, giảm đi những cái xác suất rất là nhỏ ngay khi mà nó có những cái rủi ro, có những cái nguy cơ, chẳng hạn như có 10% là thua lỗ, và nó có thể khiến cho bạn mất đi tất cả cái lượng vốn có để đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì bạn vẫn phớt lờ đi khi bạn xác định là cái cơ hội này nó mang lại cho bạn 80% cái khả năng là bạn có thu được lợi nhuận, và 10% là bạn sẽ hòa vốn. Đó. Cái thứ ba, đó là sự định vị tương đối. Thì định vị tương đối có nghĩa là mọi người có xu hướng tập trung ít hơn vào thu nhập hoặc cái sự giàu có cuối cùng của họ, và họ tập trung nhiều hơn vào cái lợi nhuận hoặc mất mát tương đối họ sẽ nhận được. Trong thực tế thì cái trường hợp này nó đúng hơn với cái việc là mọi người ít tập trung vào sự giàu có của cá nhân, mà họ thường tập trung vào việc so sánh bản thân mình với người khác. Thì trong đầu tư cũng tương tự, mọi người không tập trung vào cái vốn cuối cùng của mình nhận được, đó là lời hay lỗ, mà họ thường tập trung vào cái sự so sánh giữa cái lợi nhuận mình nhận được so với lợi nhuận của cá nhân khác. Hoặc là nhiều người họ đặt ra câu hỏi là ồ, tại sao cổ phiếu này nó lời vậy nhưng mà mày không tư vấn cho tao, hoặc là tôi lựa chọn cổ phiếu này cái mức lời của tôi chỉ là 10% thôi, tại sao anh ta lựa chọn cổ phiếu kia cái mức lời của anh ta lại là 20%. Thì cái sự so sánh này nó khiến cho họ bị tập trung quá nhiều vào cái đối phương hoặc là những cái điều nó bên ngoài, mà nó không tập trung chính vào cái việc mà họ gia tăng cái vốn đầu tư và gia tăng lợi nhuận của họ. Cái thứ tư, đó là ác cảm với sự mất mát. Có nghĩa là mọi người có xu hướng cân nhắc nhiều hơn cho việc thua lỗ hơn là lợi nhuận nhận được, bằng cách là họ thực hiện một cái lựa chọn, một số cái lựa chọn nhất định trong cái quá trình đầu tư của mình. Họ không thích sự mất mát, và họ tất nhiên rồi họ luôn luôn thích lợi nhuận, và những cái lựa chọn nào mà nó khiến cho họ thua lỗ thì chắc chắn họ sẽ không thích. Tuy nhiên, trong đầu tư có một cái lý thuyết bất biến, đó là high risk high return, rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Và cái việc mà anh không thích sự mất mát, anh không thích rủi ro, thì có thể là anh có thể đưa ra những cái lựa chọn an toàn hơn. Cái thiên lệch thứ hai về mặt hành vi mà Huy đề cập đến, đó là sự quá tự tin. Chắc hẳn là nhiều anh chị nhà đầu tư cũng đã nghe về sự quá tự tin này rồi. Quá tự tin đó chính là một cái xu hướng mà người ta đánh giá sai và gây hiểu nhầm về cái kỹ năng, trí tuệ
hoặc là tài năng của chúng ta. Nói tóm lại, nó là một cái niềm tự tin cao, và tự tin cao rằng là họ có thể là vượt qua tốt hơn cái thực tế. Có thể là nhiều nhà đầu tư họ nói là họ có thể đầu tư với hiệu suất tốt hơn thị trường chung, và đây là một cái khuynh hướng khá là nguy hiểm trong đầu tư tài chính, và đặc biệt là trong cái thị trường chứng khoán hiện tại. Và sự nguy hiểm về việc quá tự tin nó sẽ dễ khiến chúng ta mắc sai lầm trong đầu tư. Sự tự tin thái quá có xu hướng khiến chúng ta ít thận trọng hơn một cách thích hợp trong các cái quyết định đầu tư của mình. Và nhiều sai lầm trong số này thì xuất phát từ cái ảo tưởng về mặt kiến thức này, hoặc là ảo tưởng về họ có thể kiểm soát được cái việc mà tăng giảm của cổ phiếu, hoặc là cái tâm lý của họ trong cái quá trình đầu tư của mình. Vậy thì cái sự quá tự tin này nó có những đặc điểm cụ thể như thế nào? Đầu tiên đó là ảo tưởng về mặt xếp hạng, hay gọi là overranking. Thì là cái định nghĩa của việc là ảo tưởng xếp hạng có nghĩa là ai đó họ đánh giá cao cái hiệu suất của họ hơn so với thực tế. Và thực tế là hầu hết mọi người nghĩ là bản thân họ có thể tốt hơn mức trung bình trong kinh doanh và trong đầu tư, thì cái điều này có thể gây ra những vấn đề lớn, vì nó thường dẫn đến việc là họ có thể chấp nhận những cái mức rủi ro khá là cao. Ảo tưởng về sự tự kiểm soát, mọi người nghĩ rằng là họ có thể kiểm soát một tình huống trong thực tế, nhưng thực tế thì không. Trung bình thì mọi người tin rằng họ có nhiều quyền kiểm soát hơn thực tế, và điều này một lần nữa có thể rất nguy hiểm trong kinh doanh, hoặc là trong cái quá trình họ đưa ra một cái quyết định đầu tư nào đó, vì nó có thể khiến chúng ta nghĩ rằng là các cái tình huống này nó ít rủi ro hơn so với thực tế, và chúng ta không đánh giá chính xác rủi ro, dẫn đến là chúng ta không có một cái phương pháp quản lý rủi ro cụ thể. Lạc quan về thời gian thì đây là một cái khía cạnh khác của cái tâm lý học quá tự tin. Có nghĩa là một ví dụ về điều này, có nghĩa là khi mọi người đánh giá quá cao cái tốc độ họ có thể thực hiện công việc, và đánh giá thấp cái thời gian họ hoàn thành công việc. Đó là một cái ví dụ liên hệ thực tế. Cái cuối cùng của cái lý thuyết quá tự tin đó là cái hiệu ứng mong muốn. Hiệu ứng mong muốn là khi mọi người đánh giá quá cao cái tỷ lệ cược của một cái gì đó nó xảy ra đơn giản chỉ vì kết quả họ mong muốn. Điều này thường gọi là mơ tưởng và là một cái loại thiên vị quá tự tin. Và chúng ta thường mắc sai lầm khi tin rằng một điều nào đó có nhiều khả năng xảy ra hơn chỉ vì đó là kết quả chúng ta mong muốn. Chẳng hạn chúng ta mong kỳ vọng cái cổ phiếu này nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận tốt, mặc dù chúng ta chưa phân tích kỹ, và chúng ta đưa ra quyết định chúng ta mua nó, và chúng ta cố gắng chúng ta mong muốn nó lời và nó mang lại một cái hiệu suất sinh lời cao. Đó là một cái hiệu ứng mang cái tên gọi là hiệu ứng mong muốn, và nó nằm trong một cái thiên lệch hành vi, đó là sự quá tự tin của một nhà đầu tư. Cái lệch lạc thứ ba mà chúng ta quan tâm đó chính là cái sự lạc quan thái quá. Lạc quan thái quá được định nghĩa đó là cái sự lạc quan vô căn cứ, thiếu nền tảng, thiếu sự định giá cơ bản, mà thay vào đó là các yếu tố tâm lý nó chiếm nhiều hơn trong cái quá trình đưa ra quyết định. Và họ nghĩ rằng là nhiều nhà đầu tư họ nghĩ rằng là thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng, hoặc doanh nghiệp cá nhân sẽ tiếp tục thu được lợi nhuận, sẽ tiếp tục làm ăn phát đạt khi không có lợi nhuận và dòng tiền dương để mà hành động. Và cái bài học đó chính là chúng ta xem lại những cuộc khủng hoảng như là bong bóng dot-com, hoặc là những cái quả bom công nghệ nó hiện tại nó đã xuất hiện, như là Tesla trong đợt phóng tên lửa được vừa rồi. Khi mà họ phóng xịt tên lửa thì giá cổ phiếu họ đã giảm như thế nào? Có nghĩa là không nên quá lạc quan một điều gì khi chúng ta không có một cái cơ sở hay là một cái phân tích nhất định để phục vụ cho cái quá trình chúng ta đưa ra một cái quyết định nào đó. Và đây được xem một cái vấn đề vì nó có thể phát sinh ra những cái bong bóng tài sản. Đó, tuy nhiên thì chúng ta nên nhớ là trong cái khủng hoảng bong bóng dot-com, khi bong bóng cuối cùng vỡ thì các nhà đầu tư nhanh chóng sẽ bán tài sản một cách hoảng loạn, và đôi khi bán tài sản của họ với giá thấp hơn giá trị của chúng dựa trên những nguyên tắc cơ bản. Và sự hoảng loạn theo bong bóng này có thể lan sang những tài sản khác. Đó là sự đổ vỡ trong cái quá trình mà bong bóng dot-com nó nổ, và sự hoảng loạn theo sau bong bóng có thể lan sang những tài sản khác, và thậm chí có thể gây ra suy thoái. Các nhà đầu tư thì thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái tâm lý này khi mà họ lạc quan thái quá, và khi bong bóng tài sản nổ thì có thể dễ dàng dẫn đến cái sự bi quan thái quá, khiến cho một đợt bán đổ bán tháo sẽ diễn ra trên thị trường. Đấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến xu hướng tự quy kết. Tự quy kết thì nó đề cập đến việc coi trọng những quyết định đúng đắn và đổ lỗi cho người khác về những quyết định tồi tệ. Chắc hẳn là nhiều quý anh chị nhà đầu tư nó sẽ thấy được
sẽ thấy được cái bản thân mình trong cái xu hướng tự quy kết này. Và khi mà quý anh chị nhà đầu tư đưa ra một cái quyết định đầu tư, hoặc là đưa một cái quyết định mua một cổ phiếu nào đó, khi mà cái cổ phiếu đó mang lại những lợi nhuận tốt, những cái khoản lời, những cái khoản cổ tức lớn, thì mình cảm thấy được là mình đã đưa ra một quyết định đúng. Tuy nhiên thì khi mà cái sự sụt giảm xảy ra, những biến động nó diễn ra, thì thông thường cái hành vi thường thấy đó là đổ lỗi cho những nhân viên tư vấn, hoặc là những nhân viên tư vấn sẽ đổ lỗi cho thị trường. Đó là những cái xu hướng tự quy kết mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhất trên thị trường chứng khoán hiện tại. Và cái xu hướng tự quy kết này có thể khắc phục được không? Thì để khắc phục được cái thiên vị này, thì những nhà đầu tư có thể xem xét triển khai các cái chiến lược tự phân tích và cái trí tuệ cảm xúc để họ khám phá những cái điểm mạnh và cái điểm yếu của mình trong cái quá trình đầu tư, đồng thời là họ có thể là ghi lại những cái nhật ký giao dịch của mình để tự đánh giá được là bản thân mình đã đầu tư như thế nào, đồng thời là đã đưa ra quyết định là sao, quyết định đầu tư của mình có chịu tác động bởi cái yếu tố nào không. Đó, thì trên đây là những thiên lệch về hành vi cũng như về định nghĩa của tài chính hành vi mà Huy tổng hợp và gửi đến quý chị nhà đầu tư. Hy vọng nó sẽ giúp ích được quý chị nhà đầu tư trong quá trình đầu tư của mình. Một lần nữa thì nếu quý chị nhà đầu tư thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên cho Huy một like, một subscribe để Huy có động lực ra thêm những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.